đừng gọi anh là đầu cắt moi nữa, mà hãy gọi anh là gáo bạc Enzo sát thần. Đã đến với series review skin mới của Liên Quân trên kênh chơi game căng thẳng. Enzo sát thần bạch hổ sẽ là bộ trang phục đầu tiên của Liên Quân Mobile có bậc SS Premium mới. Thật ra xét về tính năng thì nó cũng tương tự như là các skin SS thông thường thôi. Còn dòng Premium thì mình nghĩ là sẽ dành cho các skin chuyển giao sau này luôn á, chứ cũng không có gì quá là đặc biệt to tát đâu. Nhưng mà cùng xem là SS Premium thì nó sẽ có gì đặc biệt không nhá. Lấy cảm hứng từ con hổ trắng, Black Sack đã thể hiện rất rõ tinh thần của bạch hổ. Từ hình ảnh con hổ ở background nè, Enzo mọc thêm đuôi hổ trắng nè, chất liệu áo lông như là hổ nữa nè, và đặc biệt là biểu cảm gương mặt của Enzo nhìn rất là chiến luôn, đúng chất của một con hổ chứ không có còn lạnh lùng như là băng như là ở các skin trước nữa. Và năm mới cho nên là anh cũng chơi lớn đổi style luôn nha, không còn để đầu cắt moi nữa mà nhuộm nguyên cái đầu đỏ rực luôn cho nó có không khí Tết. Và do là tập trung phần lớn vào Enzo cho nên là background phía sau nó cũng không có gì thêm ngoại trừ con hổ cả, cho nên là cũng hơi đơn điệu, hơi tiếc ha. Nhưng mà cái phần Black Sack này thì mình vẫn cho 8 điểm nhé, vì các nét vẽ cũng khá là rõ nét và chỉnh chu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn xuất hiện nhé. Xuất hiện trong một đêm mưa gió bão bùng, hình ảnh bạch hổ thoát ẩn thoát hiện trên bầu trời rồi biến thành Enzo dưới đất với mái tóc đỏ. Anh lả lướt cùng với sấm chớp rồi sau đó đổi sang tóc trắng, tạo dáng cùng chú hổ lúc ẩn lúc hiện mỗi khi có sét đánh nè. Trời ơi, dữ dàng chưa mấy đấy. Nhưng mà sấm sét chớp chớp nhiều quá nhìn cũng hơi nhức mắt đó nha. Màn xuất hiện này đem lên top top giật là tao nói hợp lý luôn á. Cách cất hai ảnh giật giật cho tôi cho cái màn xuất hiện này 9 điểm nha. Nhưng mà khi thấy cái ngoại hình sảnh của Enzo bạch hổ thì tôi hơi thất vọng một chút xíu á. Chất lượng các chi tiết thật sự là chưa ổn một chút nào luôn nha. Đây là hình ảnh anh ấy trên mạng, còn đây là khi được gặp anh ấy ngoài đời nè. Tôi tưởng đâu là tôi chưa bật max setting không luôn á. Trời ơi, cái tóc nhìn xu dữ vậy trời. Trời má ơi, cái đuôi còn xu cà na dữ hơn nữa nè. Cái gì vậy trời? Oh my god, what the f*** is that? Rồi, cái gì nữa đây? Cái liềm màu tím nhìn là thấy bén. Ở đây luôn rồi đó nha. Rồi đòi chém mai móc ai đi Enzo, cái liềm nó bén quá mà. Nhưng mà thôi, có cái sợi dây xích với lại cái hiệu ứng con hổ thoát ẩn thoát hiện á thì nhìn cũng ổn á. Nhưng mà chớp chớp nhiều quá nhìn hoài nhức mắt thiệt luôn nha bay ơi bay. Ủa, rồi sao vô trong trận tóc ảnh thành tóc đỏ lại rồi nè? À, chắc là hai dạng tóc đó. Xíu nữa qua phần hiệu ứng chill tôi test cho mini coi thử nha. Nhìn chung thì cũng nổi bật ở trong map đó. Chấm điểm á thì tôi sẽ cho ngoại hình trong trận lẫn là hai dạng tóc đó xem chia đôi ra là 6 điểm đi. Rồi, bây giờ mình sẽ qua phần hiệu ứng chill coi là nó có cứu vớt được cái ngoại hình lõ này của Enzo sát thần bạch hổ không nha. Với đòn đánh thường, Enzo sẽ quăng sợi dây xích móc vào người mục tiêu và tạo ra các vệt màu xanh và đen. Hơi đơn giản ha. Chiêu 1, truy bức. Khi lướt xung quanh Enzo sẽ có cái tia sét xanh dương tỏa sáng nhìn giống như là The Flash vậy đó. Đòn đánh tiếp theo khi được cường hóa sẽ làm xung quanh kẻ địch phát ra các tia sét luôn. Vẫn là quá đơn giản nhưng mà thôi cũng bám concept thì cũng ok nha. Chiêu 2, tróc nã. Lúc Enzo tụ lực sẽ tạo ra một vòng tròn xoáy màu xanh dương bên tay phải. Và khi quăng dây trúng mục tiêu thì sợi dây sẽ phát sáng và đổi sang xanh dương. Trên đầu Enzo sẽ có một cái dấu ấn hình lưỡi liềm của anh được cách điệu như thế này màu xanh sáng. Còn của kẻ địch sẽ là màu đen. Cả hai dấu ấn sẽ trong suốt dần. Đồng thời dưới đất sẽ có hai cái vòng tròn cũng với biểu tượng lưỡi liềm đó luôn. Chiêu 3, hành quyết. Khi bắt đầu chiêu 3, Enzo sẽ hóa thành đầu bạch hổ lướt tới cùng với các hỏa tiết lưỡi liềm màu xanh đen như thế này. Khi hạ gục mục tiêu, anh sẽ được cường hóa. Trên trời liền giáng xuống các tia sét và Enzo tóc đỏ sẽ đổi sang Enzo tóc trắng luôn. Ê, tự nhiên tôi thấy tóc trắng nó đẹp với lại nó sang hơn cái tóc đỏ á bay ơi bay. Mặc dù là không có nổi bật bằng tóc đỏ nhưng mà mấy nấy có cảm thấy giống tôi không vậy? Hiệu ứng cả ba chiêu á thì tôi thấy nó cũng ở mức tốt thôi chứ chưa đến cái mức xuất sắc lắm nha. Còn cái hiệu ứng biến về nữa đúng không? Cùng coi luôn nhé. Ê, hiệu ứng biến về này đẹp nha bay ơi bay, xịn nha. Nhưng mà cái khúc cuối cá nhân tôi thấy nó hơi sai logic một chút xíu á. Tại sao Enzo lại rớt xuống trước con hổ vậy, trong khi trước đó là ảnh đang cưỡi trên con hổ mà ta. Mà thôi sao cũng được, đẹp là được, chắc không ai để ý đâu ha. Tổng quan á thì phần hiệu ứng chiêu này tôi sẽ cho 8 điểm nha. Trang phục Enzo sát thần bạch hổ này là skin bậc SS Premium đầu tiên trong Liên Quân, nên là nó sẽ được mở bán trực tiếp trong shop với giá gốc là 799 quân huy với cái khung viền như thế này và sẽ không có giảm giá nha. Sau thời gian mở bán thì skin sẽ được đóng lại và không tiếp tục bán trực tiếp nữa.
Mọi người cảm thấy cái hình thức mở bán xong rồi khóa lại này như thế nào? Hợp lý hay là không hợp lý? Hãy comment bên dưới nha. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video này của mình. Và nếu như mọi người cảm thấy cái giọng của mình lần này nó hơi lạ lạ thì đúng rồi, mình đang bị cảm cho nên là cái giọng của mình nó hơi bể một chút xíu á. Hy vọng là mọi người sẽ thông cảm và vẫn nghe được những gì mình nói trong video nhé. Và hy vọng là mọi người đừng quên là nhấn like, subscribe cũng như là nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào của Review Skin Liên Quân trên kênh Chơi Game Căng Thẳng nha. Chúc mọi người sẽ có những trận game thật là căng thẳng sau những giờ học tập và làm việc thật là giải trí nha. Bye bye.